Trả cái cửa lại cho con. Không, không phải. Con phải có. Trả cái cửa lại cho con. Hả, hả, hả. Dạ, chào bác sĩ Hoàng Anh. Dạ, chào cô chú. Em, cái số thuốc trong kho chút nhớ nhập vô chị nha. Dạ, dạ em nhớ rồi. Ủa, ba chị vô. Ba. À, con. Ba ơi, ba. Hả? Bây giờ á, con phải đi coi mấy cái thiết bị mới đi nhập về rồi. Không. Có gì ba khám giùm con này nha. Ờ, được. Dạ, đi. Cảm ơn ba. Nha, nhớ nha. Dạ. Ê, này đông quá hả? Dạ. Từng tự cho chứ. À, bây giờ tất cả mọi người trật tự xếp hàng vô, tôi khám cho. Dạ. Ây da. Ây. Ê à, sao tụi mình dừng vô? Tôi kêu rồi. Ê, cậu vô đi cầm tôi đi. Dạ, bác sĩ gọi em. Tại sao tôi kêu cho vô mà nãy giờ không cho vô biết thì giờ khám lâu rồi, người ta trễ nãy giờ người ta không? Dạ bác sĩ ơi, bệnh nhân ta về hết rồi. Đó, phải. Ủa cái gì? Dạ bệnh nhân ta tới đây, người ta nói người ta khám bác sĩ Hoàng Anh thôi, không có bác sĩ Hoàng Anh ta đi về. Đi về hết rồi. Lấy về đi, đứng đây làm gì đó. Dạ. Nói thôi, làm dữ. Bực bội. Nè, ba nghe. Dạ ba hả, con nè. Có gì con? Dạ, cô giáo chủ nhiệm từ nhỏ đang đến phòng khám để khám bệnh đó. Ba cẩn thận nha. Vậy hả? Đâu rồi, kêu tới, ba khám liền. Ừ. Trời ơi, tưởng đâu không có, cũng có mà gì. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Hả? Có bệnh nhân tới khám bác sĩ. Tới, cho vô liền. Dạ. Khoan. Dạ. Để tao mặc áo đầy đủ. Dạ bác sĩ. Thôi coi tao chừng tao bỏ vậy đứa vậy. Dạ, đợi em chút chị ơi. Vô đi. Chào cô giáo. Đây. Bơi cô giáo ngồi đây. Dạ, con chào bác. Đó. Rồi, tôi sẽ khám cho cô thật kỹ cho. À, có gì bác khám giùm con nha bác. Ừ, bác sẽ làm kỹ cho con. À, dạ. Đó, đưa tay đi. Dạ. Bác bắt mạch cho. Ây chà. Máu huyết lưu thông không có đều. Và tái xanh chắc thiếu máu dữ lắm đây. Chắc là... đau gan nè, cái men gan hơi cao nè. Hả? Đó con có bị đường bệnh đường ruột phải không? Tiêu hóa không đều phải không? Có bị hôi miệng không? Dạ không bác. Đưa bác sẽ trị cho con. Dễ mà. Dạ bác ơi. Hả? Thật ra con tới đây là để con chữa cái cổ con bị trật có bác. Nhưng mà bắt mạch để làm gì vậy bác? Không nãy giờ chị nói trước. Ở thầm mà cũng phải bắt mạch thôi. Đau cổ cũng phải bắt mạch. Đó, như tôi đã nói là máu huyết lưu thông không đều rồi mới đau cái cổ, không chạy được tới đây được, đau cổ đó. Ngoài ra nó đang còn những cái dấu hiệu bệnh về nội tạng nữa đó nghe. Men gan cao rồi đó. Vậy hả bác? Được rồi, tôi sẽ chữa cho. Dạ, vậy tốt quá, con cảm ơn bác. Không có chi. Dạ. Mấy cái tài liệu hả? Lát đi ngang qua đó, tôi cầm qua cho. Dạ, vậy tí nữa thầy ghé qua nha. Em cảm ơn thầy. Kể từ khi anh quyết định chỉ làm bạn với Kim Chi, mình thấy anh càng ngày càng tốt với mình. Không biết là anh có thích mình không ta? Hiền ơi! Hiền, đi chạy thôi. Hả? Gì vậy? Tôi nè, bà giấu cái gì đó? Đâu có, tôi đâu có giấu cái gì đâu. Xạo hả? Tôi thấy rồi nha. Thấy cái gì? Đâu có gì đâu. Đó. Cho tôi coi cái. Tôi đang nói là không có gì hết mà. Trả lại cho tôi. Ngày 15 tháng 8, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường của mình trái. Chật ký hả? Thời buổi nào mà với chật ký?
cô ấy bị sao vậy? Hình như là Duy Hemi trời cổ rồi anh ơi. Thấy đỡ không? Dạ, nhưng mà vẫn còn đau, hơi khó khăn chút xíu á bác. Tất nhiên, làm sao mà hết đau liền được. À, phải có thời gian chứ. Dạ. À, mà nè, nói cho cô biết, cái cổ á, với cái đầu nè, không phải là bình thường đâu nghe. Việc đạo không ở trọng đó. Một người mà nhiều năm kinh nghiệm như tôi á, mới chăm không đau. À. Dạ đúng rồi, con công nhận là bác mát tay thiệt luôn, không đau chút xíu nào luôn á bác. Chứ sao? Không có kinh nghiệm chăm lâm cái việc đạo là mệt mỏi đó, hiểu không? Dạ. Nè, ngày mai có hết, vẫn phải đến đây tái khám nghe chưa? À dạ dạ dạ. Dạ vậy bây giờ con về ha bác. Chứ không lẽ ngủ ở đây. À, mời cô. Dạ. Thưa bác con về. Rồi. Nhớ mà tái khám nghe. Dạ. Ý cha. Êm quá bác ơi. Chưa. Dạ. Thưa bác con về. Rồi, cảm ơn. Tôi về nè. Bà về hả? À, có chăm cứu chưa? Tất nhiên là có rồi. Xong rồi tôi cảm thấy đỡ lắm luôn á. Chắc là ngày mai ngủ dậy sẽ hết đó bà. Bà chị dâu khó ưa của tôi mà chăm cứu thì khỏi nói rồi. Chắc chắn là hết, bà giỏi dữ lắm. Đâu có, bác trai làm cho tôi mà. Hả? Bà nói gì? Bác trai đó. Trời ơi, là chủ phòng khám mà chắc chắn là phải giỏi hơn rồi. Chắc là mai hết. Chắc là mai khỏi cử động được luôn cho đó mà nói hết. Ủa sao hôm nay giờ này mà cô Diệu Hiền chưa tới khám bệnh ta? Bên đây mình có một bệnh nhân duy nhất thôi kìa mà. Alo, nghe đây. Hả? À, mầm bà vô. Bà vô đi. Ồ, tươi tắn rồi chứ gì. Khỏe rồi phải không? À, ừ. Vô đây. Vô. Ủa, khỏe quá, cô khỏe chứ? Đang đâu, say chi? Dạ, nhìn mặt gì dễ nói chuyện hơn bác. Rồi. Bác biết không, à, hôm bữa là cái cổ con còn quay qua quay lại được. À, hôm qua chăm cứu xong là về, nó cứng ngắc luôn á bác. Bỏ đi bác ơi. Không được, không bỏ được, rác chịu đăng. Bỏ đi. Bác ơi. Không nói hả, chịu không nói. Không nói bác ơi, ở đâu á. Tự nhiên còn nhúc nhích được mà hôm qua chăm cứu vô cái đơ luôn rồi bác. Thôi cô đừng có nhắc lại cái chuyện hôm qua chăm cứu gì nữa nha. Ừ. Dạ. Đây chỉ là phản ứng tạm thời thôi. Lâu ngày, dài ba ngày, có thể nó sẽ hết là. Dạ. Làm gì vậy? Ngồi đó được. Nhưng mà phản ứng tạm thời là sao vậy bác? Có nghĩa là trước khi nó dứt hẳn thì nó phải có một quá trình chuẩn bị dứt. Cái gây đau đớn cho người ta, cái người ta cái cảm giác lo lắng sợ. Đó là phản ứng tạm thời đó. À vậy hả bác? Ừ. Nhưng mà cuối cùng cũng lành đúng không bác? Phải lành chứ. Dạ đúng rồi. Vậy thôi con ráng chịu đau chút cũng được. Miễn sao là sau này nó lành lại con còn đi dạy lại nữa bác ơi. Yên tâm, cô cứ yên tâm. Kỳ cục thiệt. Giờ phải làm sao đây? Mình không mong chuyện này xảy ra. Có lẽ phương pháp chăm cứu không phù hợp với cô ta. À mà trước đây cô đã có từng chăm cứu bị phản ứng không vậy? Dạ, đây là lần đầu tiên con chăm cứu á bác. Dạ. Chưa từng bị phản ứng khi chăm cứu hả? Thôi vậy, cô đừng có lo lắng ha, đừng có suy nghĩ nhiều. Thời gian nó từ từ nó mới lạnh được ha. Dạ. Bây giờ tôi cho cô cái to thuốc để giảm đau, để cô bớt đau nè. Rồi cho thuốc bổ máu nè. Cô bị xanh luôn.